Xin chào cả nhà, hiện tại là Nhân đang ngồi với bạn Nguyễn Trung Khoa, còn Nhân là Nguyễn Trung Dân. Thì hai cái chữ lót với lại cái họ giống nhau thôi cả nhà, chứ còn không có bà con gì hết. Thì cũng khá là lâu rồi anh em không có gặp lại, cho nên là hôm nay thì vô tình anh em gặp lại sẽ cũng sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái vấn đề là tại sao thị trường bất động sản nó lại có lúc đứng lại như vậy. Thì bây giờ Nhân cũng mời Khoa có một cái số chia sẻ cho tất cả quý khách hàng. Xin chào anh chị khách hàng, thì hôm nay thì Khoa với Nhân á có ngồi để trao đổi về một số vấn đề về bất động sản trong thời gian vừa rồi. Thứ nhất là thị trường nó bị chững lại. Lý do chững thì chắc anh chị đầu tư thì cũng có biết rồi. Thì mình chỉ là nói thêm một tổng hợp sơ qua thôi. Thứ nhất là về cái đánh giá của chuyên gia trong bất động sản. Thì bất động sản này thì có những yếu tố như là thị trường chu kỳ đóng băng của bất động sản thì chu kỳ là 8 năm đến 10 năm, thì có một cái khoảng chu kỳ đóng băng của nó. Thì hiện tại bây giờ và qua cái thời gian suốt từ 2016 đến 20 đầu năm 2018 thì tình hình đến tháng 5 đến hiện tại bây giờ thì thị trường bất động sản có những giao dịch chậm lại so với lại thời gian vừa rồi. Thì có khả năng là trong khoảng cuối năm nay 2018 thì thị trường bất động sản sẽ bắt đầu có khởi sắc và phục hồi đầu 2019 và đã tăng trưởng đầu tiếp theo những năm sau đó. Cái đó là những cái định hướng cái đánh giá của chuyên gia về thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là do nhà nước xiết lại cái vấn đề là cho vay bất động, cho vay đối với dự án bất động sản và đầu tư vào bất động sản với cái lãi suất cao hơn và thẩm định khó hơn trong cái bất động sản này, làm cho những cái nhà đầu tư muốn vay cái nguồn vốn của ngân hàng từ ngân hàng để mà có thể đầu tư bất động sản cũng sẽ bị hạn chế và kéo theo đó. Và cái một số cái thị trường tác động vào nó cũng sẽ không có được sôi nổi như thời gian vừa qua. Và yếu tố thứ ba có lẽ là cái yếu tố mà khiến cũng nằm một cái điều khá quan trọng, đó là do khách hàng đã tìm mua sản phẩm bất động sản quá nhiều rồi trong thời gian vừa rồi, thì đến bây giờ thì không còn đứng phố và không còn muốn tiếp tục để mà đầu tư bất động sản trong cái thời gian này nữa, đặc biệt là khi mà cái nhu cầu của họ đã đầy đủ quá rồi thì họ sẽ ngưng lại, tạm thời ngưng lại. Tức là nói nôm na là có thể là có những người khách hàng đã mua bất động sản rồi và cái dòng tiền đã hết rồi, có thể là đã hết rồi và không có mua nữa, không mua nữa, thì đang đợi để cái dòng tiền mình tiếp tục để quay về để mình có thể là tiếp tục mình đầu tư tiếp. Và cũng có thể là khi mà mình đã có được cái bất động sản rồi thì mình có thể là mình chuyển hướng qua một số cái kênh nào đó, mình thử trải nghiệm qua một cái kênh khác coi có hiệu quả hay không. Thì theo đánh giá của một số anh chị chuyển hướng kênh đầu tư thì không kênh nào có thể mà qua được kênh bất động sản này và để mà có lợi suất thì sức lợi nhuận cao như bất động sản. Thì trong thời gian sắp tới thì các chị đó cũng có thể là quay lại với bất động sản, nhưng mà phải lựa chọn được mình một cái dự án, một cái khu vực nào đó để mình đầu tư bất động sản có thì sức lợi tốt nhất và có khả năng ra hàng nhanh nhất. Thì theo Nhân biết á, bây giờ mình cũng hầu như là mình chuyên về cái khu vực Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh, thì hầu như khoảng 80-90% những cái giao dịch ở dưới cái thị trường Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn như là huyện Đức Hòa của tỉnh Long An, thì cách đây khoảng một năm đi thì nó có rất là nhiều dự án, mà hầu như cho tới thời điểm hiện tại bây giờ là những cái dự án nó chỉ có những cái phát sinh giao dịch là mua đi bán lại thôi, chứ nó không có bất kỳ một cái dự án nào mới hoặc là có một cái dự án nào nổi trội khác. Nhưng mà cái giao dịch nó vẫn thấp, thì Khoa có thể là chia sẻ với cả người khách hàng. Cái đó là cái giống như là nó là chung hết cho cả thị trường bất động sản rồi. Khi mà bạn triển khai một cái dự án mới của chủ đầu tư, khách hàng mua vào thì đa số trong khoảng đó thì 60% là khách hàng đầu tư, 40% là khách hàng có nhu cầu thật để xây dựng nhà ở. Thì khi mà chủ đầu tư bàn giao hạ tầng cơ sở, một số cái cơ sở hạ tầng đó, thì khách hàng bắt đầu vào triển khai xây dựng, thì những người có nhu cầu thật
thường họ sẽ tìm đến để mua những bất động sản mà đã có cơ sở hạ tầng và có pháp lý rõ ràng, có sổ hồng rồi, thì họ có thể sử dụng cái sổ hồng đó để vay tiếp và ngân hàng để có thể xây dựng nhà được. Còn khi mà mình mua của chủ đầu tư, đa số dự án thì sẽ không có sổ liền và không có cơ sở hạ tầng ngay lập tức, thì cái đó là họ sẽ lùng sục lại để mà mua những cái dự án đã triển khai rồi và đã có cơ sở hạ tầng để có thể vào xây dựng ở. Còn đối với những cái dự án của chủ đầu tư ở khu vực Tây Bắc mình thì có thể thấy những cái đơn vị chủ đầu tư hiện tại bây giờ để mà triển khai một cái dự án bất động sản thì rất là khó trong cái vấn đề đó. Thứ nhất là xin quy hoạch dự án, tìm cái vị trí bất động sản, tìm cái vị trí đất phù hợp để mà triển khai dự án bất động sản rất là khó. Thì kéo theo đó là những cái dự án mà được triển khai rầm rộ thời gian qua, bây giờ thì khách hàng sẽ mua lại, còn tức là giao dịch lại, cứ giao dịch lại. Còn mà khách, còn là chủ đầu tư để đang trong cái quá trình tiếp tục triển khai những cái dự án mới đó, thì khách hàng khá là thân thân với vấn đề đó. Cái nhu cầu của họ là sẽ mua và xây dựng liền, còn khách hàng mà đầu tư mới thì sẽ chọn những cái dự án mới để đầu tư, tại vì cái vốn của họ bỏ ra sẽ ít hơn. Vậy thì bây giờ Nhân hỏi Khoa thêm một cái vấn đề, tức là nếu như trong cái thời điểm mà bất động sản đang chững lại như vậy thì mình sẽ có cái lợi gì hoặc là cái hại gì khi mà mình giao dịch, mình mua bất động sản? Cái mặt lợi và mặt hại của thị trường bất động sản hiện tại bây giờ nó đang bị đứng lại so với đầu năm á, thì nó có một cái lợi thế là đánh giá được cái thị trường của bất động sản của mình. Tại sao khi mà giao dịch nó chậm lại, thị trường nó không còn sôi nổi như lúc đầu năm và cùng kỳ 2017, thì khách hàng sẽ đầu tư, khách hàng đầu tư sẽ đánh giá được thị trường. Thứ nhất là gì? Lượng khách hàng tiền, nhu cầu thật để mình có thể mua bất động sản. Thứ hai nữa là có thể là tìm được một cái chủ đầu tư dự án, một cái dự án nào đó thật là tốt để họ đặt niềm tin vào để họ tiếp tục đầu tư. Đó là những cái mặt lợi thế. Còn cái mặt hạn chế là sao, như thế nào? Thì nếu những khách hàng mà mình mua để mình có thể sống ra hàng liền, xây cái nguồn vốn liên tục, thì họ sẽ không được, không hoạt nhanh được như cùng kỳ trong những tần suất vừa rồi. Tại vì lượng nhu cầu mua đi bán lại nó sẽ bị chặt hơn. Tức là ở đây là nếu mình nói rõ hơn một xíu thì trong cái thời điểm sốt thì mặc dù là mình mua được những cái bất động sản thì nó không được đẹp và cái giá trị nó sẽ cao, sẽ rất là cao, nhưng mà khách hàng có thể là mua bữa trước thì bữa sau có thể là bán ra được. Đúng rồi, đúng không ạ? Tức là còn những cái, còn giống như cái thời điểm bây giờ đó, thì có thể là mua được những cái vị trí khá là đẹp, thứ nhất, và cái thứ hai là mua được cái giá nó rất là hời sau thị trường, nhưng mà cái giao dịch nó cũng rất là chậm. Đúng rồi, tại vì hiện tại bây giờ đất, thứ nhất là thị trường đang bị đứng lại so với thời gian trước, thì mình có thể là mình tìm mua được rất là nhiều cái vị trí đẹp với cái mức giá phù hợp, nhưng mà cái mức độ mà mình có thể thanh khoản nó ra hàng nhanh đó, thì nó sẽ không bằng trong cái thời không gian bằng vừa rồi. Nhưng mà mình có thể tự tin vào và đầu tư thời điểm này, tại vì mình có thể lựa chọn được, thoải mái lựa chọn những cái sản phẩm bất động sản phù hợp với mình và với theo cái giá trị tương đối tốt trong thời gian này. Thì Nhân xin tóm tắt lại cái câu chuyện lúc nãy giờ Khoa với lại Nhân đã chia sẻ cho cả nhà mình. Cái lý do tại sao mà thị trường bất động sản lại chững lại, thì thứ nhất Nhân sẽ nói về cái chu kỳ của bất động sản, thì nó rơi vào tầm 8-10 năm. Cách đây khoảng 10 năm là năm 2006 cho tới năm 2009 thì có một cái đợt là sốt bất động sản phải nói là cực kỳ mạnh. Thì từ năm 2009 cho tới quay lại năm 2016 thì lúc đó mới bắt đầu sốt lại một lần nữa, thì rơi vào đầu năm 2016 cho tới năm 2018 là hiện tại bây giờ, thì nó lại tiếp tục chững lại. Đó là cái chu kỳ của bất động sản. Và cái thứ hai là nhà nước sẽ siết chặt lại không cho vay vốn để mua bất động sản, hoặc là nhà nước có cho vay đi chăng nữa thì cũng cho vay với một cái lãi suất rất là cao, bởi vì nó có rất là nhiều những cái dự án ma. Ở đây Nhân nói tức là có những cái dự án nhỏ thì đã vay tiền nhà nước rồi, đã làm rồi, đã bán xong rồi, lấy cái tiền vốn của mình về rồi,
nhưng mà lại không có làm dự án đàng hoàng, không có phát triển dự án để cho những cái người dân đã mua bất động sản hưởng lợi mà bỏ quan luôn, thì thành những cái dự án chết. Nên đó cũng là một cái lý do để nhà nước thẩm định và siết chặt hơn cái vấn đề quay vốn. Và cái thứ ba là những người dân, những người mà đầu tư mua bất động sản thì hầu như là đã mua vừa rồi hoặc là mua đủ cái số vốn, cái số tài chính mà mình định để đi mua bất động sản, thì hầu như là cái nhu cầu đã mua được rồi và đã mua đầy đủ rồi, là cho nên là không có mua nữa. Thì nếu để mà mua nữa bắt buộc phải có một cái thời gian nhất định để họ phục hồi cái tài chính của mình, thì lúc đó mới có tài chính để tiếp tục đầu tư và mua bất động sản. Thì đó là chỉ là ba cái yếu tố trước mắt thôi, nó còn nhiều cái yếu tố khác nữa khi mình ảnh hưởng tới cái thị trường bất động sản, chẳng hạn như là chứng khoán, vàng hoặc là ngoại tệ. Thì những cái thị trường kinh doanh khác nó cũng ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh bất động sản. Thì ở đó là những cái người chuyên gia họ sẽ có những con số cụ thể để mà nghiên cứu về cái thị trường. Còn Nhân thì ở đây Nhân chia sẻ với cả nhà về cái những gì mà Nhân đã trải qua và Nhân đã từng thấy thôi. Rồi bây giờ thì Nhân xin kết thúc video và Nhân xin chào cả nhà. Cả nhà mình hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh của Nhân để có thể xem tiếp tục những video sau. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.